Các vụ tấn công của Ukraine vào bán đảo Crimea diễn ra sau thời điểm mật độ hoạt động của máy bay trinh sát NATO tăng cao bất thường trên Biển Đen. Ukraine liên tiếp xâm nhập vào Crimea. RIA Novosti dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga đưa tin, hoạt động của các lực lượng vũ trang Ukraine gần bán đảo Crimea ngày càng gia tăng trong bối cảnh các lực lượng chính quyền Kiev đã tiến hành trinh sát các mục tiêu ở bán đảo này trong vài tuần qua dưới sự giúp đỡ đắc lực của phương Tây. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Ukraine, lực lượng tình báo quốc phòng và hải quân Ukraine đã mở một chiến dịch đặc biệt trên Biển Đen vào rạng sáng ngày 24 tháng 8, với đỉnh cao là một cuộc đổ bộ vào khu vực bờ biển phía tây bán đảo Crimea gần làng Mayak. Chia sẻ với đài Soskyner của Ukraine, phát ngôn viên cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine là ông Andriy Yusov cho biết, kết quả của cuộc tấn công của lực lượng đặc nhiệm Ukraine là 4 xuồng cao tốc đã bị hư hại và ít nhất 30 người đã thiệt mạng. Theo hãng tin CNN, cuộc đột kích dường như là một trong những hoạt động tấn công phức tạp nhất mà các lực lượng của Kiev đã thực hiện nhằm vào những cơ sở quân sự của Nga ở Crimea. Bán đảo đã tuyên bố tách ra khỏi Ukraine và được sáp nhập vào lãnh thổ liên bang Nga hồi tháng 3 năm 2014. Các blogger quân sự Nga cũng đã đưa tin về việc lực lượng đặc biệt Ukraine đã qua mặt lực lượng bảo vệ bờ biển của Crimea và đột kích thành công vào bờ biển phía tây của bán đảo. Kênh Riba nổi tiếng trên Telegram cho biết trong đêm 23, rạng sáng ngày 24 tháng 8 là ngày độc lập của Ukraine, kỷ niệm 32 năm nước này tách ra khỏi Liên bang Xô Viết và tuyên bố độc lập, có từ 2 tháng 4 xuồng tàu cao tốc đã tới khu vực Olenivka tại mũi Takhankut trên bán đảo Crimea, nổ súng ở đó và sau đó rời đi. Cũng theo kênh Riba, đây là sự cố an ninh thứ hai ở mũi Takhankut trong vài ngày qua. Cách đây vài hôm, Ukraine đã triển khai cuộc tấn công phối hợp, dẫn tới phá hủy hệ thống phòng thủ tên lửa đất đối không S-300 của Nga, và sau đó là vụ đột kích lên đất liền. Dữ liệu Flyradar 24 cho thấy, máy bay NATO gia tăng hoạt động trên Biển Đen. Tiếp sau đó, vào đêm ngày 24 rạng sáng ngày 25 tháng 8, các lực lượng Ukraine đã triển khai 42 máy bay không người lái UAV tập kích các mục tiêu ở bán đảo Crimea, nhưng 9 trong số chúng bị hỏa lực phòng không đánh chặn, 33 chiếc còn lại bị áp chế điện tử và rơi trước khi tới đích. Ngoài đợt tập kích nhắm vào Crimea, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hệ thống phòng không nước này còn đánh chặn thành công một tên lửa phòng không S-200 đã hoán cải của Ukraine tập kích thành phố Kaluga, thủ phủ của tỉnh cùng tên, vào rạng sáng 25 tháng 8. Hôm 21 tháng 8, chuyên gia quân sự Nga Boris Rorin đã cảnh báo về những hành động khiêu khích có thể xảy ra với Kiev vào ngày độc lập 24 tháng 8. Theo ông, thất bại trong cuộc phản công sẽ khiến giới lãnh đạo Ukraine chuyển hướng cố gắng thực hiện các cuộc tấn công khủng bố mới nhằm vào Crimea hoặc các mục tiêu của Nga trên Biển Đen. Và các vụ tấn công đã diễn ra đúng với dự đoán của ông, cùng với mật độ bay trinh sát tăng cao bất thường của máy bay NATO. Trong tuần qua, giới truyền thông đã dẫn nguồn từ các cơ quan quân sự và các trang web nghiệp dư chuyên theo dõi hoạt động của máy bay cho biết, các đồng minh phương Tây của Ukraine đã tăng cường các chuyến bay trinh sát trên Biển Đen, đặc biệt là hôm 22 đến 23 tháng 8, một số lượng kỷ lục máy bay trinh sát của NATO đã được nhìn thấy trên bầu trời Biển Đen. Ấn bản Adevarun của Rumania dẫn các nguồn giám sát mở, đưa tin rằng trong hai ngày đó, đã có ít nhất 5 máy bay trinh sát bay vòng quanh Rumania và vùng trời phía tây Biển Đen. Các chuyến bay được thực hiện bởi hai máy bay Boeing E-3 Sentry AWACS, máy bay tác chiến điện tử Lockheed EP-3 Aegis II, máy bay trinh sát và chỉ định mục tiêu Bombardier Challenger 650 Artemis và máy bay trinh sát không người lái AQ-4B Global Hawk. Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga hôm qua cũng đưa tin về chuyến bay của UAV trinh sát MQ-9 Reaper và UAV TB-2 Bayraktar ở khu vực bán đảo Crimea. Trước tình hình đó, các máy bay chiến đấu của lực lượng hàng không hạm đội Biển Đen đảm nhận nhiệm vụ kiểm soát không phận đã được lệnh xuất kích để đánh chặn chúng. Kết quả là máy bay không người lái của Mỹ đã đổi hướng và rời khỏi khu vực trinh sát. Sau khi các vụ tấn công diễn ra vào ngày 24 và 25 tháng 8, hoạt động của máy bay trinh sát đã giảm bớt, nhưng NATO vẫn thường xuyên duy trì 1-2 máy bay do thám làm nhiệm vụ ở vùng biển được coi là sân sau của Nga. Những máy bay này có phạm vi trinh sát, giám sát xa nên không cần bay vào gần Crimea, vẫn có thể theo dõi được các hoạt động ở khu vực phía đông Biển Đen. Trong những ngày qua, các máy bay tác chiến điện tử Lockheed EP-3 Aegis II đã bay vòng qua Rumania ra ngoài bờ Biển Đen. Ngoài ra còn có một máy bay trinh sát Boeing AC-135W Revision của Không quân Hoàng gia Anh cũng bay trinh sát ở phía tây Biển Đen. Giới quan sát nhận định rằng phương Tây đã sử dụng các phương tiện trinh sát của mình để cung cấp dữ liệu địa hình và mục tiêu cho lực lượng đặc nhiệm Ukraine tấn công vào các mục tiêu của Nga ở bán đảo Crimea. Chính điều đó đã dẫn đến mật độ bay cao bất thường
của các máy bay trinh sát NATO trên Biển Đen. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.